Thầy Trung xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thầy Trung sẽ nói về cái nhân quả người tuổi mèo ha. Nhân quả người tuổi mèo thì chúng ta cũng đã biết ha, thì tuổi dần thầy cũng nói rồi, thì nhân quả người tuổi mèo, tuổi mèo là con mèo ha. Con mèo thì nó thuộc về là sao thiên phá ha. Con mèo là sao thiên phá đó, ta nói là nhất quỷ nhì ma thứ ba là học trò. Học trò đây là tuổi mèo ha, là cái tuổi gọi là Mão là Mũ, là cái tuổi mà gọi là đội nón đi cấp sách đến trường ha. Thì những người tuổi Mão thì chúng ta thường á, thì hay cứng đầu ha, cũng khó tin được việc gì lắm. Thì đa số con mèo đa số thì nó cũng khó nuôi ha. Thì những người mà sanh ra tuổi con mèo lúc nào á, thì đồng hạng từ 1 tuổi tới 12 tuổi lúc nào cũng là khó nuôi ha. Muốn để con mèo thì nhà thì ta nói những người mà nhà nào mà chuỗi con chuột nhiều quá thì sanh con mèo đó, để nó phá chuột bớt ha, để mà làm ăn khá được. Thì nói về cái tuổi Mão thì căn quả ảnh hưởng đến là sự nghiệp ở tài và điền. Thì cái tuổi con mèo này nếu mà ăn ở không có đạo đức không đàng hoàng thì ảnh hưởng đến tiền và điền. Tiền là nói là cung tài ha. Điền là nói về nhà cửa có tài sản. Thì cái tuổi mèo ha, thì đặc biệt là mình phải ăn ở tạo nhiều phước đức duyên lành thì mình mới có nhà ở ha. Còn mấy nếu là thì sao, ở nhà mướn hoài ha. Thì những thầy chúc mừng những cái tuổi mèo ha, mà thành công lo chăm lo làm việc để mình là kiếm sống ha. Mình cũng phải biết tu thân thì mình được có nhà nhà cửa ruộng vườn dư dả, đó là cái phước của mình. Thì thường cái nhân quả theo thì ta nói nhân quả là do mình làm để là con cháu ha. Thì cái này thì thầy thấy là cũng đúng ha, nhưng mà đa số thì những cái người mà sanh ra thì cuộc đời nó khổ là nhân quả kiếp trước. Mà kiếp trước là do đâu? Kiếp trước là do mình không tu, thì đương nhiên cái mình sanh ra cái ngày giờ tháng đó, mình đầu thai vô một cái gia đình thì mình cha mẹ mình không tốt, mình sanh ra cái hoàn cảnh nó khó khăn, rồi cha mẹ thì không đàng hoàng, nhà thì nghèo, sống thì ở dưới quê, nó vùng sâu vùng xa. Cái đó là do cái tạo nghiệp của mình kiếp trước mình mới sinh ra vào những cái gia đình đó. Còn những cái gia đình thì kiếp này mình ăn ở đàng hoàng thì kiếp sau thì mình đầu thai vào những cái nhà gọi là quyền quý ha, được cái cha mẹ tốt. Thì bởi con người mình sanh con mình cũng không được cái lựa chọn được ha, mình chọn được cái năm, mình phải chọn được cái ngày sanh tháng đẻ đó nữa, là không phải là dễ ha. Thì những cái người mà chúng ta thấy tại sao cũng rất là dở ha, nhưng mà họ sanh vô họ đầu thai chúng được cái gia đình là tuổi trẻ thì họ mới vừa sanh lọt lòng ra là có kẻ hầu người hạ, kẻ đưa người đón chăm sóc, có đầy tớ gọi là theo hầu thì có người làm. Thì cái đó là cái kiếp trước của người ta tạo nhiều duyên lành, bởi cái kiếp này của mình là như vậy, bởi con người mình sanh ra thì mình không có quyền lựa chọn. Thì thầy nói là tuổi mèo ha, nhân quả ở cung điền thì những cái con mèo mà sanh vào cái giờ dần với giờ thân thì nó tương đối gọi là nó cực thôi ha. Giờ dần giờ thân, giờ dần nó thì từ gọi là 3 cho tới 5 giờ sáng ha, là giờ dần. Còn buổi chiều ha, từ 1 giờ 13 giờ cho tới 15 giờ thì những cái giờ này tuổi mèo thì đương nhiên là nó sẽ giỏi nha, thì nó nằm ở cung quan lập. Thì cái tuổi này thì nó, chứ mà con mèo mà sanh vào cái giờ Sửu giờ giờ Mùi ha, thân cư phúc đức là chờ thời là dở dữ lắm đó. Thì thường con mèo thì thường thích là cái việc nhẹ thì lương cao, không làm mà hưởng, đó là cái tuổi mèo. Thì những cái tuổi mèo thì thầy nói là cái tuổi mèo 75 ất mão thì tương đối cái năm đó thì sinh ra thì không tốt, đối với nam còn được, mà đối với nữ nữ mà sinh 75 thì cuộc đời gặp cái nhiều cái sự trớ trêu hơn, trớ trêu hơn. Nhưng mà cái tuổi đó thì sao, hay cố chấp, có tính gọi là lập trường vững nha, nghĩ sai lầm nhưng mà lập trường vững ha. Cái tuổi đó thì ta nói ha, gọi là ta nói theo mà nói thì cũng hơi cứng đầu ha, cứng đầu. Tại vì chữ ất nó cũng thuộc là mộc, mão nó cũng thuộc về mộc, nó ngang giai, nó tỳ hòa, họ lập trường vững lắm, dù đúng dù sai gì không biết, nhưng mà họ làm theo ý họ, nói thì cũng không nghe. Thì cái tuổi nhân quả của cái tuổi mà gọi là ất mão ha, thì thường thường thì cũng khó được mà nhờ được cái cung phu tốt lắm ha. Mà cái tuổi đó lấy chồng về cũng là khiếp chồng ha. Mèo á, mèo 75 á, mèo mèo thủy, mèo đại cây thủy, mèo mèo ướt ha. Thì còn đối với con mèo mà gọi là 87 á, mèo 87
Thì đối với con mèo 87 thì cái tuổi đó thì giống như đàn ông vậy ha. Vừa mà nếu mà có lập gia đình thì cái con mèo mà 75 nữ thì vừa làm chồng vừa làm cha luôn ha, làm vợ luôn đó, về làm hai vai luôn, quán xuyến hết, vừa tiếp khách ha, trong nhà có khách tới tiếp khách luôn ha, rồi việc nhà cũng lo hết luôn. Đó là con mèo 87 ha, mèo lò đó ha. Đó. Mà có thể cái tuổi mèo đó mà nó là nó giỏi thì nó giỏi lắm ha. Mà nó làm biếng thì ta nói là nó cũng dở, rất là dở, mèo lò mà ha, mèo làm biếng, nhưng mà nó giỏi thì nó cũng giỏi lắm, thì nó là con mèo quả ha, lưu trung quả, mèo lửa lò. Còn đối với con mèo mà 63 ha, quý mèo, mèo kim đó, thì mèo nó hơi cực ha. Mèo nó hơi cực, mèo đó thì thường thường là tham công tiếc việc ha, nó làm hết việc này tới việc kia, làm hoài, đó là con mèo gọi là sanh 63, quý mèo ha, quý mèo. Thì còn đối với mèo mà tân tân mão ha, mèo tân mão thì nó rồi ha, mèo đó thì thường thường là cái tuổi trẻ thì tốt, trung niên thì tốt, nhưng mà cái hậu vận gì sao thì dễ cô độc ha. Mèo nó dễ cô độc lúc tuổi già, thì thường có gia đình thì thường thường là chồng chết trước, mà có con thì con cũng sống xa ha, đối với cái tuổi mà tân mão ha, tân mão, mèo mọc ha, mèo mọc, tân mão ha, mèo mọc. Thì bây giờ thì cũng nói tóm lại ha, nhân quả của người tuổi mão là nơi ở cung điền, thì những cái người tuổi mão này thường nằm cung điền thì mình phải tạo nhiều phước đức là gì đó, là mình thí dụ mình có tiền đó, thí dụ như mình cũng phải giúp đỡ người ta, gọi là xây nhà cất nhà đó, thí dụ không có thì mình có thể là ai khổ quá thì mình có thể là mình giúp đỡ họ, có nghĩa là mình phụ đó, xây nhà, thí dụ giờ người ta nghèo quá thì mình phụ giúp ngày công nào thì cũng được ha. Còn mình có tiền thì đó, mình phụ giúp cho người ta, thí dụ có chỗ ăn chỗ ở đó, hoặc là thí dụ người ta có gì thuê nhà hay là mướn nhà đó, thì mình cũng có lấy thì mình cũng lấy nhẹ thôi ha, hoặc là mình cho người ta thiếu, hay mình giúp đỡ người ta qua ngày tháng ha, thì được, cái đó là cái phước mình ha, nó là cái tuổi mèo còn giàu ha. Còn nếu mà mình mà nhà cửa của người ta ha, ví dụ mình mua đất mua đai ha, mình lấy tiền ta nhiều quá ha, hay là mình nó là cho dai thì mình nó gọi là mình xiết nồi bẻ ống người ta quá ha, thì cũng không tốt đó, đó tuổi mèo. Thì để chung hôm nay nói về cái nhân quả người tuổi mão là ở nơi cung điền, thì cung điền thì bắt buộc là mình phải tạo nhiều phước đức, tạo lập nhà cửa cho người ta, giúp đỡ người ta trong cơn hoạn nạn ha, chỗ ăn chỗ ở, chú mình có thuê có mướn thì mình cũng lấy rẻ ha. Hoặc thứ hai nữa là mình có thể là phụ giúp cái gì ha. Hoặc là thứ hai là người ta chết ha, ta không có hầm chôn, nó là mình cũng cho người ta một cái quan tài ha, nó giống như một cái nhà an ủi lúc cuối cùng khi mà người ta mất, là cái được phước rất là cao. Thì những người tại sao mà ta cũng vẫn quyên góp tiền cho gọi là hòm rương ha, cũng giống như gọi là sống thì cái nhà ha, thác thì cái mồ, thì không có thì một là cho người ta hòm ha, hoặc hai là cho xe cổ xe để người ta đi đi thiêu ha, cũng được. Cái đó là cái công đức rất là to ha. Cái đó là thì chung cũng nên là khuyên làm ha. Thì bây giờ kiếp này của mình khổ thì mình cái lực nhân quả ha, thì người Á Đông của mình biết là giải theo cái lực gọi là nhân quả, kiếp trước kiếp này thì mọi việc thì nó rất gọi là chính xác ha. Thì bây giờ mình lỡ mình sanh vô ở trong những cái nhà mà có hoàn cảnh khó khăn thì mình cũng ăn sống cho đàng hoàng ha, cũng ai nghèo khổ gì cũng là một kiếp người ha. Thì giờ mình muốn kiếp sau thì mình đừng có tạo nghiệp đó, mà chứ mình nó tạo nghiệp thêm nữa thì kiếp sau thì đó, mình cũng đầu thai vô những cái nhà gọi là bất hạnh đó. Rồi thì chung cũng xin nói tới đây thôi ha, thì nói về cái tuổi tuổi mèo, tuổi mèo thì nhà mà sanh mà có những người mà tuổi tuổi con mèo nhiều quá ha, tuổi chuột nhiều quá ha, thì cần phải sanh con mèo để nó phá ha, nó bắt chuột bớt thì mình mới làm ăn khá. Còn nhà mà mèo nhiều quá thì mình cũng không có được ha, thì mình cũng phải là sanh ra con chó ha, mèo với chó thì nhị hợp, nó cũng phá ra bớt để làm ăn đó, trong nhà mình nó phải có đầy đủ đó, chứ mà sanh ẩn tuổi là không tốt ha. Rồi thì chung xin chào và hẹn gặp lại cái bài nói lần sau về cái nhân quả người của tuổi tuổi thìn ha.